Hello anh em, thì cũng lâu rồi Tú không có làm clip gì mà liên quan tới phá làng phá xóm á. Thì bữa nay mình lại khơi dậy cái niềm đam mê nữa, thì mình lại cho hàng xóm mất ăn mất ngủ một bữa đó nha anh em. Thì sương sương bữa nay á, là Tú sẽ gom hết các loại bô ở trong nhà Tú có sẵn, Tú sẽ test trên chiếc xe này luôn. Hồi xưa một lần là Tú test kiểu như là test cây này xong tháo ra, test cây khác tháo ra đúng không? Còn đợt này á, Tú sẽ nối nó lại thành một cây bô dài nhất Việt Nam. Đấy, có nghĩa là chấp tất cả các loại bô độ lại với nhau, nghe thử cái âm thanh như thế nào nha anh em. Rồi thì nói chung là không nói nhiều nữa, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi lấy bô ra để mình chơi luôn. Thì nói chung là clip ngày hôm nay thì phải nhờ tới sự hỗ trợ của anh em trong team cũng khá là đông à. Đội hình phải đông vậy nè. Nghe hổ. Hả? Được chưa? Rồi. Đây. Làm gì? Rồi nè. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ lấy bô tủ ra chơi nha. Nè, anh cấp cho nè, thằng nào? Cho em, để về họ cấp về nhà luôn. Cho em cái nào nhà nhỏ. Cầm cái đó hỏi nóng bà cố luôn á. Hả? Nè. Thôi tao lấy cái bô cao ma ha chai à. Nè, cho ma ha chai đó kìa. Đây cũng cho ma ha chai nè. Ba bô cái bô nào nè. Hả? Nè không? Lấy cái bô này hơi nặng rồi. Nặng không? Ok. Tháo mấy bô xe kia ra luôn. Còn nha. Tháo ra hết nó nằm đây nè. Đâu, cái chiếc winner rồi đó. Bảy chiếc winner bô im mà. Này ta đang làm clip bô độ mà không nổi. Ở giờ mình đem về mình. Cái này đưa cho đâu nó cũng kêu hả? Ừ. Bảy không nổi. Điên nè. Giật ra cái lần lấy cái bô coi. Cho mấy anh này mượn bô gắn xe mà nó chạy nó không gắn bát mà nó đi chích keo gắn sắt vô anh em. Giờ gỡ không ra. Nghĩ sao bô người ta? Bô người ta có cái bát này người ta treo lò xo. Nó dễ chạy gung gung cái lấy keo sắt chích vô. Mấy mày hàng chích vô kìa. Mày bô mấy bô cái bô ra phụ á trời. Ủa mày dục hai lon bô xuống mà phụ nó không được ha. Ờ. Thằng muốn nghĩ cái bô 2 triệu không nội. Chẳng cái cho hết xét rồi. Ừ, phải vậy chứ. Rồi, mình lại đây mình phổ biến cái quạt nha. Thì cái cây này là cái cây này nó ém anh em. Nó ém nên thôi mình để nó riêng đi. Tí mình tính nó sao. 5 cây mà 3 người hả? Dịch cho nó sát vậy. Này tướng giống người mẫu bán bùa quá em. Rồi xong thằng kế tiếp thọc vô, sát vô luôn. Ừ. Nóng hồi sao cầm nổi. Nóng dưới đâu nóng cái tên đâu. Rồi buông ra thử ơi. Rồi bài sao buông không quen mỏi tay lắm á, lẹ lẹ đi đó anh em. Thì ý của Tú là như thế này à, chắp mấy cái bô lại với nhau nghe thử cái bô cuối cùng nó kêu như thế nào nha. Lẹ lên mỏi tay quá. Rồi vậy nha. Ok thì nói chung mà nãy chấp hết 5 cây bô lại với nhau á, thì nó im ru như bô rin vậy anh em. Nó chỉ nghe tiếng lọc gió, nó kêu ụt ụt thôi. Để vậy nè mới hay nè. Thì bây giờ mình sẽ chấp riêng 2-3 cây lại với nhau nha. Rồi thêm cây nữa đi. Từ từ 7, 2 cây thôi. Hai cây. À đúng cái mặt chưa. Ok anh em ơi, thì lần này tôi sẽ test 2 cây nha. À, nếu mà cho hai cây này vô á thì nghe cũng được anh em, nghe nó cũng ấm ấm mà không đến nỗi lớn. À mình để cái này vô thử nhỉ. Bây giờ tới cặp đôi là Leo Vinci kèm với là Câu Ma Ha Chai nha. Cặp đôi phá làng nhất trong giới showbiz. Biết lỗ tai quá chứ bởi. Biết lỗ tai.
một cái rác quá nè. Rác không? Rác, nóng rồi, nóng rồi. Quá rác rồi. Nóng. Rồi, hồi nãy mình chơi hai cây leo luôn đi. Ok, thì bây giờ mình chơi cặp đôi leo ngắn, leo dài nha. Thằng anh, thằng em. Tại vì anh Trung á là cây cao với cây leo thì nghe nó khá là lớn rồi nè. Đó nãy Tú có kêu Nhật á rút ra, gắn vô rút ra rút vô cho anh em nghe thử mấy quý cảm nhận được nha. Thì nhìn chung gắn vô nó sẽ ấm hơn nha anh em. Thì còn có cái cây này. Cây này là cây cao cao mua hai chai, cây này hồi đặt đầu á là nói chung là tuổi trẻ chưa tải sự đời, chiếc xe thì lỏ mà đi mua cái bô thì xịn nè. Có về gắn chạy không nổi luôn anh em. Xe cái bô này nó cho mấy chiếc tự do á. Còn xe Tú nhà là xe cắt cỏ không mà năm ra là chạy không nổi, là tháo ra tới nay luôn. Cái bô này đặt mua, nếu mà anh em nào coi mấy clip hồi mấy tháng trước á là biết Tú đi mua cái bô này với cổ này kia kiểu 2 triệu á. Nên anh em hay kêu nó bằng cao hai chai là vậy á. Ok, giờ mình tới cái cây này nữa nha. Thì cái này với cây cao hai chai á là nghe cũng được anh em, nó không lớn. Cái cây này với cây leo là lớn nhất luôn á. Còn mà chấp 5 cái lại với nhau thì đâm ra là nó sẽ im gu à. Tại vì cây này cây không nỉ mà anh em biết là gắn nó cũng như không gắn à. Quay, sao sao nó ấm hờ nó quay qua đây. Nè nè nè. Sau những pha nẹt bô thì có lẽ là giải tán được hai thành viên rồi. Còn có hai thành viên đây là người thắng cuộc duy nhất của ngày hôm nay. Thì chúc mừng em, anh sẽ tặng cho em một cái phần thưởng này. Em về em gắn với xe đạp điện. Có cây dao rổ. Thì như đó gắn xe đạp điện được rồi. Gắn chạy ok. Chạy 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 ghê. Bù câu dí. Nghe không? Theo cảm nhận của Tú á là cây bô nào như thế nào thì Tú có nói anh em nghe rồi. Nhưng mà không biết khi mà cái âm thanh từ khi mà Tú quay nó vô tới máy quay là nó đưa qua tới cái màn hình điện thoại anh em, rồi nó ra cái loa điện thoại anh em, thì không biết cái âm thanh nó như thế nào thôi. Tú hứa anh em luôn, mở cây bô gắn vô là nó mỗi khác nha. Chỉ có riêng về chấp 5 cây bô lại với nhau thì nó im như bô zin phá tổ ong thôi. Nó cỡ bô zin phá tổ ong thôi chứ không nên nổi lớn. Thì tôi thấy đa số anh em thích xem những cái clip mà gọi là phá làng nẹt bô rồi gì các kiểu test bô anh em coi á. Thì để sau này tôi nghiên cứu ra có mấy cái bô nào mà nó lạ nó mới mà nó rẻ tôi mua rồi tôi test. Bô gì không? Mua gì? Bô mấy đứa nít nó đi. Đi ngồi rẻ rẻ. Mày cái bô SC bồ đỏ phải không? Có cái nắp phải không? Bô có nắp đàng hoàng. Bô SC màu đỏ có nắp. Bảy SC WC. Ta nói SC cho nó văn quá một tí. Đấy, cái bô BM. Nói mẹ cái bô ỉa đi. Đồ điên.
Rồi ok anh em ơi, thì nói chung là mấy cây bô này là Tú không có bán nha. Nên anh em khỏi hỏi mua mất công. Thí dụ mà anh em muốn mua bô loại giống vậy nhưng mà đồ mới á thì Tú order dùm cho, chứ Tú mấy đồ cũ rồi đi bán cho anh em thì kỳ quá đúng không? Rồi ok anh em ơi, thì nói chung mà Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này của Tú nha. Anh em nào thích video này của Tú cho Tú xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha.